Welcome, welcome to Press TV. Today, just here to the Restaurang Asien here in Malmö, near Malmö. Today, I am a special guest today. They are Lyly. Hello, xin các bạn. Hôm nay chúng tôi gặp nhau ở quán ăn Asien ở tại Malmö. Ngày mai chúng ta sẽ thử những món ăn của mình như thế nào nhé. Lyly hon talar inte dansk, så det blir på vietnamesisk eller svenska, men det spelar ingen roll. Jag är så sulten. Cái bún bò Huế là đặc biệt và rất là ngon. Là tại vì em sửa đổi là hết bún bò Huế tự tay em làm, tự tay em làm sa tế, tự tay em làm luôn. Tức là bên ngoài chị mua không có. Ta một ly nước đá chanh tươi, một ly nước mắm ruột, nước xoài, nước xoài trong hộp, trong hộp. Thành thử ra là cái đó nó không có được tươi, mà nước đá chanh tươi của mình làm. Hai chanh tươi. Ok. Các bạn, ngày hôm nay thì Ly đang có mặt ở nhà hàng Asien Restaurang, đúng không ạ? Nằm ở Malmö, thành phố Malmö. Đây là một trong những cái nhà hàng khá là lâu đời ở tại Malmö. Nếu mà ai ở trong Malmö thì đều biết tới nhà hàng này. Ngày hôm nay thì Ly muốn review một vài món ăn ở nhà hàng này mà Ly khá là thích. Trước mắt là phải nói đến cái ly nước chanh này. Đây là ly nước chanh tươi ở tại nhà hàng, có tự pha và cái mùi vị của nó khá là thơm. Ở trong ly nước chanh này còn có thêm cả một chút lá bạc hà nữa. Phải nói là cái độ chua nó vừa phải và ngọt, nó không bị ngọt quá. Và nữa là cái ly rất là bự. Các bạn uống hết một ly này thì chắc là no luôn đấy ạ. Đến đây thì sẽ để dành một chút để chúng ta vừa ăn và vừa nhâm nhi với đồ ăn nhé. Skal jeg snart i gang med at spise her. Kokken har anbefalet 2 lækre retter, 3. En gyro og så bún bò huế og bún til nødden. Så jeg håber, at det er lækkert, fordi jeg er så sulten. Xin các bạn, hiện tại thì bàn đồ ăn đã được mang và dọn ra. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu và ăn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ let's go và thử tất cả những món ăn ngày hôm nay nhé. Và đây chúng ta có món bún bò trộn. Đây là một món đặc biệt ở tại tiệm Asian. Các bạn nên thử món này mỗi khi các bạn đến đây. Họ có cái món dưa góp tự làm ở tại nhà. Và cũng như là thịt bò của họ được tẩm ướp một mùi gia vị rất là thơm. Đây là món bún bò Huế. Đây cũng là một trong những món đặc biệt tại tiệm này. Các bạn sẽ thử được cái vị nước lèo, cũng giống như là cái vị sa tế tự làm, tự nấu của tại quán ăn. Chả giò. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn thôi nhé. Men jeg er sulten, så vi skal i gang med at spise. Một suất ăn ở đây ấy, họ để rất là nhiều. Tôi nghĩ là chắc là một người ăn có thể là sẽ bị no căng bụng đấy ạ. Với một khẩu phần ăn như thế này thì đôi khi có thể là 2 cô gái mới ăn hết được một cái bát này. Nhưng một chàng trai to khỏe thì có thể ăn hết cả bát này. Các bạn không sợ đau đói khi mà ăn hết một bát bún như thế này không nhỉ? Mình thịt bò đấy là dày quá. Có vị xả, hơi ngọt ngọt. Các bạn nhớ để thêm một chút cái dưa cóp ấy, của họ đã để ở đây ấy. Xuất sắc. Vị của thịt bò khá là thơm và miếng thịt bò nó không bị nát các bạn, và khá là mềm nha, thịt bò không hề bị dai. Spellisme bún bò xào Asian restaurant Amtena Cú Ela. Món thứ hai đó là nem, chả nem này là đầu bếp họ tự cuốn. Giòn cắt. Så skal jeg lige smage den her jajo, eller hedder den nem på nord, ikke? Jeg vil gerne have med rispapir, men okay. Ngon lắm. Cái mùi sa tế này khá là ngon. Nó không bị quá nồng hay là quá cay, nhưng mà nó cho mình một cái vị man mát ở trong miệng ấy. Nó hơi dai ở lưỡi, rất là phù hợp với những ai mà không ăn được nhiều cay. Nhưng các bạn muốn ăn cay, các bạn có thể cho thêm tương ớt. Cái đổ tương ớt này các bạn có thể nhìn thấy, có thể cho thêm nhá. Còn với Ly thì Ly không ăn cay quá là nhiều, nên là với cái vị như thế này và sa tế vừa phải thì mình là perfect ạ. Lý chủ quán họ sẽ cho thêm sa tế nếu mà các bạn muốn ăn thêm sa tế nhé. Lý sẽ thử, đây là chả giò mà họ tự làm. Chả giò này không biết là chả quế hay sao đấy ạ. Nó thơm mùi quế nhưng mà hơi một chút bột. Bún bò Huế này không có thịt heo nha các bạn, chỉ có chả quế thôi và nước lèo thôi. Sợi bún ở đây họ luộc khá là vừa, không bị dai quá, không bị nhũn quá. Một vài chỗ đi ăn thì sợi bún của bún bò Huế họ làm khá là dai, giống như họ luộc chưa kỹ, nhưng mà sợi bún ở đây thì khá là chắc chắn. Nu skal jeg lige smage deres bún bò Huế. Jeg er lidt kold, fordi at Lily hun har snakket for meget, men okay. Den er ikke så stærk. Lidt Món cuối cùng đây là món chả giò chay. Món chả giò chay là món của tiệm tự làm. Ở đây thì sẵn họ có để sẵn cái kéo nhỏ ấy, mình có thể dùng mình cắt đồ ăn được. Thì đây sẽ cắt cái này ra để đi thử. Mình sẽ xem ở trong có cái đồ gì nhá. Hơi có vị curry ở trong đây. Món này là một món mới nên mình đã thử. Nếu bạn nào mà không thích ăn cái mùi curry Việt Nam ấy, có thể là không nên đặt món này. Ở trong đây thì là do chả giò chay của nhà hàng tự làm nên thấy là có miến này, có hành này, có ngò này. Nên bạn nào không ăn hành ấy thì cũng chú ý nha. Còn lại thì vị nó khá là vừa. Jag ska ha någon med kød. Men nu ska jag uden kød. Det er jo hårdt for mig, jo, ikke? Det er hårdt at høre på Lyly, men nu så uden kød. Det er dobbelt så hårdt. Jeg kan kun smage ret. Jeg synes, jeg mangler det der kødsmag. No quá. Sau khi mà ăn hết những cái đồ ăn này thì chất là cái bụng của tôi muốn nổ tung ra rồi. Món ăn mà Ly thích nhất ngày hôm nay đó là món chả giò thịt. Mình có hai loại chả giò. Lúc đầu mình ăn một món chả giò thịt và sau đó là chả giò chay. Chả giò chay thì như đã nói là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích đồ ăn đồ chay hoặc là có cái vị hơi có một chút curry một chút. Còn chả giò thịt thì nó khá đậm đà và khá là ngon, nhưng nó hơi nhỏ một chút. Thì hy vọng là cái chả giò thịt nó sẽ to hơn một xíu, nó sẽ bự hơn thì ăn nó sẽ đã hơn. Bún bò Huế thì có thể hôm nay do một lý do nào đó nên họ không có thịt heo cũng không có thịt bò trong mà chỉ có chả quế thôi, thì nó hơi trông nó hơi buồn một tí, hơi nhàm chán một tí, nhưng mà cái bún, sợi bún và cái sa tế của bún bò Huế ở đây khá là ngon, đậm đà. Và cái mùi cay ấy, lúc đầu thì mình thử cái mùi cay vào thì nó không được cảm giác là rất là cay, nhưng mà lúc sau ăn một lúc thì bắt đầu cái cay rồi nó mới nồng lên, nhưng mà không bị hăng nên là không bị sốc, nên là đánh điểm sa tê. Với bún bò xào thì thịt khá là ngon, nhưng cái sợi bún ở trong bún bò xào nó hơi cứng một chút, thì đôi khi có thể là nói lại với cả nhà hàng để họ có thể làm cái bún mình mềm ra hơn nhé. Yes. Và đấy là những cái món ăn mà Ly ăn ngày hôm nay. Và xin mời các bạn đến thử với nhà hàng Asian ở tại Milan, tại Malmö. Nếu các bạn mà ghé qua Malmö thì hãy đến đây và ăn thử đồ ăn Việt Nam ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau của The Press TV. Và hãy nói cho chúng tôi biết là các bạn muốn đi và thử ăn nhà hàng nào, cũng giống như muốn review đồ ăn nhà hàng nào, chúng tôi sẽ làm những món ăn nhà hàng đó để các bạn có thể được thử vị qua TV chúng tôi nhé. Cảm ơn nhà hàng đã phục vụ những cái đồ ăn rất là ngon ngày hôm nay. Cảm ơn The Press TV đã mời Ly đến buổi review đồ ăn ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn sẽ enjoy cái đồ ăn ở nhà hàng Asian lần sau các bạn đến Malmö nhé. Đừng quên follow The Press TV cũng giống như là xem những clip lần sau của The Press TV làm ra nhé. Và hy vọng đây cũng không phải là lần cuối cùng mà Ly với lại anh Press đi review các đồ ăn với nhau. Nên là hãy để ý những cái clip lần sau khi mà Ly và anh Press TV đi thử những nhà hàng khác nhiều hơn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thật là nhiều năng lượng. Bye bye. Tak fordi at I vil se med den her gang. Så husk at følge med på Facebook, Instagram, TikTok og selvfølgelig subscribe på min YouTube. Så jeg håber, I vil se med, og jeg håber, at Miss Lyly hon också vill vara med nästa gång.